Duki Tô Vẽ. Đố các em chị sẽ vẽ con gì cho số 1 nha. Con gì đây? Wow, đây là một chú ong nè. Số 2. Con gì đây? À, đây là một chú ngựa vằn phải không nào? Số 3. Con gì đây? Đây là một con gấu. Số 4. Con gì đây? À, đây là con khủng long đó nha. Số 5. Con gì đây? Đây là một bạn kỳ lân đáng yêu phải không nào các em? Số 6. Con gì đây? Các em nhìn có quen không nào? À, đúng rồi đó. Đây là một bạn hươu cao cổ nha. Số 7. Con gì đây? Wow, chính xác rồi đó. Đây là một chú chim. Số 8. Con gì đây? Đây là một con hổ nè. Số 9. Con gì vậy ta? À, nhìn nó giống con mèo phải không nào? Số 0. Con gì đây? Wow, đây là một bạn gấu đó. One. Zebra. Two. Three. Dinosaur.
4. Corn. Six. Tiger. Nine. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, zero.